Kính chào quý khán thính giả, hôm nay là ngày thứ Ba, 28 tháng 4 năm 2015. Chương trình phát hình đặc biệt tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng 4 của bản tin Qua Trình Đốn gồm có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Anh Minh do Nguyễn Thành Công thực hiện. Nguyễn Thành Công xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả bản tin Hoa Thịnh Đốn. Chương trình đặc biệt 40 năm hành trình tị nạn hôm nay xin kính mời quý vị theo dõi hành trình của thế hệ tị nạn thứ hai để tìm hiểu sau biến cố 30 tháng 4 1975 cùng với di sản văn hóa cội nguồn Việt Nam đã ảnh hưởng thế nào sự thành đạt tương lai của lớp người này trên vùng đất tự do. Tại phòng thu hình bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay, chúng tôi hân hạnh có được sự tham dự của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh Minh. Tiến sĩ Anh Minh chào đời chỉ 9 ngày trước khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng sản, và anh đã không được gần gũi với cha vì ông là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa làm việc trong Bộ Tổng Tham mưu trong những ngày hấp hối của Sài Gòn và sau đó phải vào tù cải tạo. Anh Minh đã cùng gia đình đặt chân đến bến bờ tự do khi anh lên 15 tuổi. Chỉ 10 năm sau, anh tốt nghiệp cử nhân điện tử và thạc sĩ khoa học về ngành điện tử viễn thông. Trong lúc việc làm toàn thời gian, anh Minh đã hoàn tất chương trình tiến sĩ về điện tử viễn thông chỉ trong vòng 3 năm. Lúc đó anh được 29 tuổi với những thành quả nghiên cứu đáng kể, với hai bằng phát minh, hai giải nhất trong hội nghị chuyên gia về điện tử viễn thông và đóng góp biên khảo cho 7 đặc sang khoa học. Hiện anh Minh đang phục vụ cho Bộ Hàng không Liên bang Hoa Kỳ, quản lý và điều hành trên 50 tiến sĩ khoa học, kỹ sư và chuyên viên để phân tích và ước tính lợi tức lợi ích cho nhiều chương trình hiện đại hóa hệ thống vận tải hàng không quốc gia. Anh còn là một thành viên trong Hội đồng Quản trị của Hội những nhà lãnh đạo cao cấp người Mỹ gốc Á Châu để mở rộng và tương trợ những người lãnh đạo người Mỹ gốc Á Châu trong tương lai. Xin chào tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh Minh. Tôi xin thân mến chào anh Nguyễn Thành Công, và tôi là Minh cũng xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả của đài SBTN vùng Hoa Thịnh Đốn. Sinh ra vào những ngày cuối cùng của miền Nam Việt Nam tự do, rồi lớn lên với chế độ Cộng sản tại Việt Nam cho tới 15 tuổi, là 25 năm trưởng thành và là một công chức cao cấp của chính phủ Hoa Kỳ, thì xin anh cho biết nhận thức của anh về sự khác biệt căn bản giữa hai môi trường trên quê hương dưới chế độ Cộng sản và trên vùng đất tự do Hoa Kỳ cho sự trưởng thành và tương lai của một người trẻ gốc Việt, thưa anh. Kính thưa anh và cũng kính thưa quý vị, thì hai môi trường giữa Việt Nam và thời Cộng sản và của Mỹ nó khác nhau hoàn toàn, thưa anh. Ở bên Mỹ thì có cái sự văn minh, tự do và bình đẳng. Thì lúc nhỏ mình cũng không có biết rõ cái điều đó, khi mình học thì mình hiểu được những điều đó, và ai dạy gì thì mình nghe đó. Mình cũng không có cái gì để mình so sánh với đất nước khác. Nhưng mà khi lớn lên qua được Mỹ, sống trong nếp sống văn minh của Mỹ và lớn lên hấp thụ được cái nền văn minh đó, thì mình có nhìn lại những cái chuỗi ngày ở bên Việt Nam thì mình thấy hai cái sự khác biệt đó nó rất là xa, hầu như là một trời một vực vậy, thưa anh. Một bên là rất là văn minh, tự do và bình đẳng, còn bên Việt Nam thì mình không có được những điều này. Thưa anh, nếu mà anh vẫn còn ở lại Việt Nam và không được thoát ra khỏi chế độ Cộng sản, thì anh có thể hình dung được cuộc sống và tương lai của anh sẽ như thế nào không, thưa anh? Thưa anh, thì cuộc sống chắc chắn sẽ không tốt đẹp như bây giờ. Nói về vấn đề học vấn thì chắc có lẽ tôi cũng không thể lên được đại học. Như tôi rất là tự hào là có ba của tôi là sĩ quan trong quân lực của Việt Nam của Cộng Hòa. Nhưng mà cái điều đó cũng là một cái trở ngại cho lý lịch của tôi không được tốt để tôi có thể lên học cao hơn. Thì nếu không học được lên đại học thì tôi cũng không biết là tương lai của tôi có thể sống như thế nào sau những cái thời gian đó. Thì cuộc sống gia đình cũng không có rõ ràng, không có biết được là mình ngày mai sẽ ra sao và những gì sẽ xảy đến với mình, cũng có thể sẽ thoi thóp và lo sợ. Ba của anh Minh là một cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, và sau biến cố 30 tháng 4 75, ông phải vào tù Cộng sản đi cải tạo khi Minh sinh ra chỉ mới được có 9 ngày. Thì những điều này có ý nghĩa và giá trị gì đối với anh Minh, và có ảnh hưởng gì đến sự trưởng thành và thành công của anh trên con đường sự nghiệp của anh, thưa anh?
Kính thưa quý vị, thì cái đời sống lúc đó nó cũng khó khăn lắm. Vừa khó khăn trên cái phương diện tài chính và cũng vừa khó khăn trên cái phương diện tinh thần. Những điều đó, những đời sống khó khăn, có mồ hôi cũng có và nước mắt cũng có nhiều lắm. Thì với những cái điều đó đã cho tôi được một cái ý định kiên cường hơn và tôi có một cái khát vọng là sau này mình sẽ đổi thay cuộc đời của mình được tốt hơn. Lúc đó thì còn nhỏ lắm, không có nghĩ tới là sau này mình sẽ phải thành công thành một người tiến sĩ hoặc là thành một người nổi danh gì thôi. Mình chỉ muốn cho cuộc đời của mình được tốt hơn chút xíu và cho gia đình của mình, ba mẹ của mình có được một cái sự sống tốt đẹp hơn chút xíu thôi. Và một điều thứ hai là bởi vì mình không có được những cái cơ hội ở bên Việt Nam, cho nên mỗi lần nào khi nào mình tìm được một cái cơ hội, mình rất là trân trọng và trân quý nó và tôn trọng những người đã đem tới cho mình những cơ hội đó. Và vì cái ý chí kiên cường và những lòng tôn trọng của những cơ hội đó đã giúp cho tôi được nhiều may mắn trong cái bước đường xây dựng tương lai của tôi. Bây giờ thì anh Minh có gia đình và có hai cháu nhỏ. Di sản văn hóa mà Minh có được và những gì mà Minh đã được trao truyền từ cha mẹ có ảnh hưởng gì đến cách mà Minh dạy dỗ các con hay không? Và Minh và chị nhà mong muốn các cháu khi lớn lên sẽ như thế nào đối với nguồn cội Việt Nam, thưa anh Minh? Dạ, cảm ơn anh. Câu hỏi này rất là hay, thưa anh. Thì tôi đã học rất là nhiều những gì đã cha mẹ đã dạy cho tôi xong trong suốt 40 năm vừa qua. Trong những cái lời khuyên dạy đó, có một lời khuyên của ba tôi mà tôi luôn luôn nhớ. Đó là trước khi thành công thì phải thành nhân. Thành công tuy quan trọng, nhưng mà thành nhân cũng lại càng quan trọng hơn. Nhân đây tức là nhân đức và nhân nghĩa. Phải đối tốt với gia đình, bảo vệ gia đình, đùm bọc gia đình và thương yêu gia đình. Đối với bạn bè thì mình phải sẵn lòng giúp đỡ và vui vẻ với bạn bè. Đối với xã hội và cộng đồng thì mình phải giữ vững lập trường của mình và mình cũng phải có tinh thần phục vụ và cống hiến. Còn đối với mẹ của tôi cũng rất học rất nhiều từ mẹ của tôi. Đó là sự siêng năng, độ lượng và tính dung hòa của mẹ tôi trong suốt bao nhiêu năm qua. Còn về như thế nào, tôi hy vọng những cái bài học đó mà ba tôi đã từng dạy cho tôi trong suốt 40 năm, đó là những cái hành trang rất là tốt cho tôi trên cái con đường sống lập tự do ở Mỹ trong cái thời gian vừa qua. Và tôi hy vọng rằng một ngày nào đó khi tôi dạy cho con tôi những điều này thì con của tôi cũng sẽ quý trọng những điều này như là tôi đã từng quý trọng những điều này trong cuộc đời của tôi. Và luôn luôn tôi nhắc nhở con với tôi là cho dù đi đâu, cho dù làm cái gì, cho dù quyết định bất cứ điều gì thì cũng phải nên nhớ mình là người Việt Nam và mình lúc nào cũng phải nên tự hào mình là một người Việt Nam. Chứ anh vừa mới nói tới là anh luôn nhắc nhở tới hai cháu mình là người Việt Nam. Thì thưa anh, hiện giờ trong sinh hoạt gia đình, anh làm cách nào để cho hai cháu được gần gũi với cộng đồng người Việt cũng như là gần gũi với cội nguồn Việt Nam, thưa anh? Dạ, chúng tôi bây giờ cũng đã cho các cháu đi học tiếng Việt ở trường Thăng Long gần nhà. Thì mỗi tuần các cháu đi học thì các cô anh chị và các thầy cô ở đó rất là sẵn lòng, rất là vui vẻ đón nhận các cháu và rất là tận tâm tận lực dạy dỗ cho các cháu tiếng Việt. Thì cũng thấy tiếng Việt dạy cho các cháu rất là khó, nhưng mà nhìn thấy cái sự tận tâm và tận lực của các thầy cô, chỉ trong vòng có 6 tháng thôi mà con tôi về nhà đã bắt đầu nói tiếng Việt được, nghe tiếng Việt hiểu và còn hát được bài hát tiếng Việt. Thì đối với bậc phụ huynh như tôi và vợ tôi thì chúng tôi rất là vui và con được làm được như vậy. Thì hy vọng là trong tương lai khi các con của tôi lớn hơn chút xíu, chúng tôi sẽ có thể có cơ hội cho các con có thể sinh hoạt trên những cái sinh hoạt của cộng đồng, để cho các con của tôi lúc nào trong tâm hồn và trong trái tim của nó cũng biết nó là người Việt Nam. Yeah. Kính thưa quý vị, chương trình sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Xin quý vị đừng rời máy để đón xem phần 2 nói về cái tinh thần kết đoàn và dìu nhất nhau của những người chuyên gia trên đường tị nạn.
Kính thưa quý khán thính giả, bản tin Hoa Thịnh Đốn xin tạm ngưng ở đây để kính mời quý vị theo dõi phần thông cáo và quảng cáo. Xin trân trọng thông báo, để tưởng niệm 40 năm ngày Quốc hận 30 tháng 4 tại vùng Hoa Thịnh Đốn, sinh hoạt đêm canh thức sẽ được tổ chức tại Sheraton Circle Northwest, Washington DC 20008 trước Tòa Đại sứ Cộng sản Việt Nam vào lúc 7 giờ tối ngày thứ Tư 29 tháng 4 2015. Nghi thức thắp nến tưởng niệm 40 năm ngày Quốc hận 30 tháng 4 sẽ được trang trọng tổ chức vào lúc 9 giờ 30 tối. Đặc biệt, hơn 20 ca sĩ Asia sẽ có mặt trong đêm canh thức 29 tháng 4 2015, biểu tình 30 tháng 4 2015 trước Tòa Đại sứ Cộng sản Việt Nam và đêm hát nhạc đấu tranh tại Eden Center tối ngày 30 tháng 4 2015. Mọi chi tiết xin liên lạc ông Bùi Mạnh Hùng 301-741-5834. Thông báo phương tiện di chuyển cho chương trình sinh hoạt tưởng niệm 40 năm ngày Quốc hận 30 tháng 4, đêm canh thức và văn nghệ đấu tranh tại Sheraton Circle, Washington DC vào ngày thứ Tư 29 tháng 4 2015 từ 7 giờ tối đến 11 giờ đêm. Dự trù sẽ có một xe bus để đưa đón với đóng góp nhỏ tại Eden Center 6751 Wilson Boulevard, Fortress, Virginia 22044 lúc 6 giờ chiều, trở về lúc 11 giờ khuya. Mong quý vị ghi danh trước ngày thứ Hai 27 tháng 4 2015 để ban tổ chức có thể quyết định thuê xe hay không. Biểu tình và văn nghệ đấu tranh tại Sheraton Circle, Washington DC vào ngày thứ Năm 30 tháng 4 2015 từ 1 giờ đến 4 giờ trưa có hai địa điểm xe bus đưa đón. Thứ nhất, tại Giáo xứ Mẹ Việt Nam, nhà thờ Cha Long vào lúc 12 giờ trưa tại địa điểm 11812 New Hampshire Avenue, Silver Spring, Maryland 20901. Thứ hai, tại Eden Center vào lúc 12 giờ trưa, địa điểm 6751 Wilson Boulevard, Fortress, Virginia 22044. Quý vị có thể đậu xe gần cây xăng BP. Xin quý vị vui lòng ghi danh. Trong trường hợp số xe bus giới hạn sẽ ưu tiên cho quý vị nào ghi danh trước. Mọi thắc mắc xin liên lạc Nguyễn Văn Đặng 571-236-1908, Nguyễn Vĩnh Hưng 703-731-7750, Bùi Mạnh Hùng 301-741-5834. Kính thưa quý đồng hương, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng sẽ chính thức thăm Hoa Kỳ trong năm 2015 theo lời mời của Chính phủ Hoa Kỳ. Người Việt chúng ta tại Hoa Kỳ và khắp nơi cần chống lại cuộc viếng thăm này, xin ký tên kiến nghị yêu cầu Tổng thống và Quốc hội Hoa Kỳ không mời Nguyễn Phú Trọng đến thăm nước Hoa Kỳ, đồng thời đặt nhân quyền là điều kiện quan trọng cho các cuộc thương thảo giữa hai bên. Cộng đồng Việt Nam sẽ tổ chức biểu tình để phản đối Nguyễn Phú Trọng được mời đến thăm Hoa Kỳ. Xin quý đồng hương hưởng ứng bằng cách vào trang web www.cdlbxk.org. Kế đến, bấm vào chữ Sign Now, ký tên ở phía góc bên phải. Tiếp theo, hãy điền vào tên, họ, email, rồi bấm vào Sign Now, ký tên. Mọi chi tiết xin gọi 407-927-0014. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự ngày vinh danh và tri ân các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ do Cộng đồng Người Việt Quốc gia tại Charlotte, North Carolina phối hợp cùng với Cộng đồng Người Việt Quốc gia tại Greenville, South Carolina và Phái đoàn Cựu chiến binh Hoa Kỳ tổ chức tại Hội trường Nhà thờ St. Thomas Aquinas, 1400 Sutter Road, Charlotte, North Carolina 28213 từ 2h30 đến 5h chiều ngày thứ Bảy 2 tháng 5 2015 để tri ân và vinh danh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa và đồng minh Hoa Kỳ. Diễn giả đặc biệt trong chương trình là ông Richard Parkin, tác giả của sách và đạo diễn cuộn phim Ride the Thunder, Cởi ngọn sấm, nói lên phần nào sự thật cuộc chiến đấu hào hùng của quân lực Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ trong cuộc chiến chính nghĩa bảo vệ miền Nam Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc Hoàng Tịnh 803-389-8002 hay Thu Hương 704-607-7761. Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoa Thịnh Đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi tiếp phần 2 cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Anh Minh do Nguyễn Thành Công thực hiện. Xin cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ màn hình, đã cùng với chúng tôi trong chương trình 40 năm hành trình tị nạn. Qua phần 2 của chương trình, thưa anh Minh, cái việc làm của anh Minh đó là cái tinh thần kết đoàn cũng như hỗ trợ của những người chuyên gia cao cấp trong cái hội những các nhà lãnh đạo cao cấp người Mỹ gốc Á Châu. Thì thưa anh Minh, xin anh Minh cho biết là động lực và mục đích nào để các chuyên gia giới chức cao cấp Mỹ gốc Việt đến với nhau thành lập hội của những nhà lãnh đạo cao cấp người Mỹ gốc Á Châu vậy, thưa anh Minh? Thưa anh Công, thì hội Asian American Government Executives Network, xin tạm dịch là hội của những nhà lãnh đạo cao cấp người Mỹ gốc Á Châu,
đã được thành lập trên 20 năm rồi thưa anh. Và cái mục đích chính của hội tức là để thúc đẩy, hỗ trợ và đào tạo cho những người tài để sau này trở thành những nhà lãnh đạo cao cấp trong chính quyền của Mỹ. Và đặc biệt là những người tài này, chúng tôi muốn nhắm vào những người Mỹ gốc Á Châu. Thưa anh. Xin anh cho biết là hội đã có những cái sinh hoạt tương trợ và đạt được những thành quả cụ thể nào trong mục đích hỗ trợ cho các thế hệ chuyên gia đi sau, nối tiếp vào con đường công chức phục vụ cho chính phủ về an ninh? Thưa anh, thì mới đây tôi được bầu vào làm cho hội đồng quản trị của hội. Thì nhân đây tôi đã có rất là nhiều cơ hội để cộng tác cùng những người Mỹ gốc Việt, và cũng là những doanh nhân của Việt Nam mà anh và quý vị cũng đã biết, như là chị Dương Nguyệt Ánh, anh Tính Cao, anh chị Giao Phan, chị Hương Nguyễn, anh Hùng Nguyễn, Stacy Phạm và anh Thomas Phan. Thì chúng tôi ở đây làm việc chung với, trong môi trường làm việc chung với lại những người Nhật, người Trung Quốc và người Đại Hàn, những người như vậy. Nhưng mà tôi đây muốn nhắm vào cái sự cống hiến của người Việt Nam, thành ra tôi bây giờ sẽ nói về những cống hiến của người Việt Nam mà thôi. Mỗi một năm chúng tôi có làm một cái hội nghị, và ngay bây giờ thì chúng tôi đang trong cái thời gian chuẩn bị cho cái hội nghị vào tháng 6 tới đây. Thì đây là một cái hội nghị có rất là, chúng tôi mời rất là nhiều người Mỹ, cũng có nhiều người Mỹ gốc Á Châu từ khắp mọi nơi trên nước Mỹ đã làm cho chính phủ của Mỹ để về. Và những người này là những người có cái địa vị rất là cao trong cái chính phủ Mỹ, về đây để ở vùng Washington DC để họp mặt, để diễn trình và để giúp đỡ và hỗ trợ cho nhau trong cái việc mà giúp phục vụ và tiến thân trong cái chính quyền của Hoa Kỳ. Thưa anh, thì trong cái hội nghị đó, tức là chị Hương năm nay lãnh đạo, trong đó có leadership là sự lãnh đạo của anh Tính Cao nữa, và chương trình khác mà chúng tôi có ở đây nữa là chương trình, một cái program, chương trình hỗ trợ và đào tạo cho những cái người tài của người gốc, người Mỹ gốc Việt và người Mỹ gốc châu Á nói chung, để sau này trở thành những người lãnh đạo cao cấp trong chính quyền của Mỹ. Vì đối với chúng tôi, chỉ có thể có nhiều thêm những người lãnh đạo cao cấp như vậy thì tiếng nói của người Việt Nam chúng ta có thể đi xa hơn và đi sâu hơn trong xã hội và trong chính quyền của nước Mỹ. Bây giờ thì xin anh Minh chia sẻ với kinh nghiệm bản thân của anh Minh, là ngoài cái mục đích mà xây dựng sự nghiệp bản thân, thì Minh có tìm thấy được niềm vui và lý tưởng phục vụ trên con đường chuyên gia làm việc cho chính phủ không, thưa anh Minh? Dạ thưa có anh. Làm việc cho chính phủ là mình nói tới cái sự cống hiến và mình nói tới cái sự phục vụ. Thì đối với bản thân của tôi thì cái sự cống hiến phục vụ đó cũng là một cái phần nào mà tôi có thể trả ơn được cho đất nước Mỹ và cho người dân Mỹ đã từng một thời giúp đỡ, cưu mang và mở rộng vòng tay đón tôi và gia đình của tôi qua đây trong những thời gian rất là khó khăn. Và tôi rất là vui, và như anh biết đó, những năm về trước rất là hiếm mà chúng ta có thể tìm được một người lãnh đạo Việt Nam cao cấp trong chính quyền của Mỹ. Nhưng mà sau này, thời gian cách đây dưới 10 năm thì chúng ta đã có vài anh chị cũng đã có cái cơ hội làm được lãnh đạo cao cấp ở đây. Thì cái điều mà tôi rất là vui là đã nhìn thấy được sự thành công của các anh chị đi trước. Không những vậy mà bây giờ trong những năm gần đây các anh chị đã đến với nhau, đoàn kết với nhau, kết vòng tay lớn và giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau để có thể xây dựng thêm một cái thế hệ tương lai, nó tạo nên những người lãnh đạo khác cho đất nước chính phủ của Mỹ. Trong cái phương diện cá nhân,
bây giờ nó sẽ trở thành những cái thành công mới nếu mà mọi người đoàn kết với nhau trong cái phương diện cộng đồng. Thì tôi hy vọng là cái cộng đồng của mình sẽ càng ngày càng tiến lên, và cái điều đó làm tôi rất là vui và rất là hãnh diện là một người Việt Nam. Thì anh có lời khuyên nào đối với các em gốc Việt đi sau và muốn xây dựng tương lai sự nghiệp của mình bằng con đường phục vụ cho chính phủ anh? Dạ thưa anh, có anh. Các em nếu mà đã chọn con đường chính phủ thì điều đó rất là tốt. Con đường chính phủ là một con đường phục vụ và bỏ ra cống hiến của mình, bỏ ra sức của mình để cống hiến cho chính phủ cũng như cho đất nước Mỹ và cho cộng đồng của Việt Nam. Thì các em nếu mà chọn con đường này, đó là một điều rất là tốt. Và với cái sự làm việc rất là chăm chỉ và thông minh của dân tộc Việt Nam của mình, các em sẽ trở thành một những người lãnh đạo mới trong cái thế hệ tương lai. Điều mà tôi muốn nói đây là khi các em được thăng quan tiến chức, khi các em được lên chức, thì các em nên nhớ rằng đây là một sự cống hiến cho đất nước Mỹ. Thì cái thăng chức đó là một cái sự tin tưởng mà nước Mỹ đã và chính phủ Mỹ đã trao cho các em, để các em có thể dùng cái đó tạo điều kiện cho các em để làm, để cống hiến nhiều hơn cho chính phủ và cũng như cho dân tộc Việt Nam, chứ không phải là cho bản thân cá nhân của mình, vì đây là sự phục vụ và cống hiến. Miền Nam Việt Nam đã mất tự do suốt 40 năm và toàn quả đất nước rơi vào tay cộng sản, và anh cũng vừa đúng 40 tuổi. Thì xin anh, đây là câu hỏi chót, là anh có muốn điều gì để mà chia sẻ đối với những người thân thiết của anh và đối với cái môi trường tự do này mà anh đã có một cái hành trình đi qua trong suốt 40 năm. Cảm ơn anh Công. Kính thưa quý vị, thì nhân dịp đây tôi cũng xin lấy lòng thành thật cảm ơn đối với nước Mỹ và người dân của Mỹ đã mở rộng vòng tay đón tôi và gia đình của tôi cũng như tất cả rất là nhiều người tị nạn Việt Nam khác đến với đây sau năm 1975, để chúng tôi có được những cái cơ hội và chúng tôi có được những cái điều kiện sống tốt hơn, làm việc tốt hơn và không phải lo lắng nhiều về những ngày sau này. Riêng tôi xin cho tôi một phút để tôi cảm ơn gia đình và cũng như cảm ơn cha mẹ của tôi. Nếu không có cha mẹ thì con sẽ không có ngày hôm nay. Kế đến là tôi muốn cảm ơn cộng đồng Việt Nam, bởi vì có cộng đồng Việt Nam nên những người con của tôi bây giờ có nhiều cơ hội hơn để tiếp xúc được với những bạn đồng lứa tuổi và với những thầy cô rất là tận tình để có thể giữ lại cái nguồn gốc Việt Nam, để có thể cái ngội cuồng của Việt Nam được giữ lại. Riêng bản thân tôi cũng rất là mong muốn là sau này các bạn trẻ ở Việt Nam cũng sẽ có cơ hội giống như tôi, làm chủ được bản thân, làm chủ được tương lai và phát triển được cái tiềm năng của mình mà không có bị những cái điều kiện khác mà ảnh hưởng tới cái tài năng của mình giống như bị kỳ thị hoặc là như tôi vậy. Thì cái điều đó là tôi rất là mong muốn sau này các bạn sẽ đời sống các bạn sẽ tốt hơn. Xin cảm ơn anh. Cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Anh Minh. Xin cảm ơn anh Nguyễn Thành Công, và xin đây xin chân thành cảm ơn các quý vị đã nghe đài của đài SBTN Vùng Hoa Thịnh Đốn. 40 năm hành trình tị nạn và thế hệ Mỹ gốc Việt tương lai. Nguyễn Thành Công xin trân trọng kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin qua tình đốn sẽ được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.
Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự ngày vinh danh và tri ân các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ do Cộng đồng Người Việt Quốc gia tại Charlotte, North Carolina phối hợp cùng với Cộng đồng Người Việt Quốc gia tại Greenville, South Carolina và Phái đoàn Cựu chiến binh Hoa Kỳ tổ chức tại Hội trường Nhà thờ St. Thomas Aquinas, 1400 Sutter Road, Charlotte, North Carolina, 28213, từ 2:30 đến 5 giờ chiều ngày thứ Bảy 2 tháng 5 2015 để tri ân và vinh danh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa và đồng minh Hoa Kỳ. Diễn giả đặc biệt trong chương trình là ông Richard Parkin, tác giả cuốn sách và đạo diễn cuộn phim Ride the Thunder, Cởi ngọn sấm, nói lên phần nào sự thật cuộc chiến đấu hào hùng của quân lực Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ trong cuộc chiến chính nghĩa bảo vệ miền Nam Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc Hoàng Tịnh 803-389-8002 hay Thu Hương 704-607-7761. Thông báo, Cộng đồng Người Việt Quốc gia tại Charlotte và vùng phụ cận sẽ tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương và tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4 từ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều ngày thứ Bảy, ngày 2 tháng 5 năm 2015 tại Hội trường Nhà thờ St. Thomas Aquinas, 1400 Sutter Road, Charlotte, North Carolina, 28213, với sự phối hợp của Cộng đồng Việt Nam tại South Carolina, một chương trình đặc biệt để thực hiện để tri ân, vinh danh các chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa và đồng minh Hoa Kỳ. Vào cửa tự do, ẩm thực miễn phí, mong quý đồng hương tham dự đông đủ, trân trọng thông báo. Mọi liên lạc xin gọi Thu Hương 704-607-7761, Hoàng Tịnh 803-389-8002. Ban vận động bảo tồn di tích thuyền nhân thuộc văn khố thuyền nhân Việt Nam xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự và chung vui dạ tiệc 40 năm thuyền nhân Việt Nam hội ngộ từ 5 giờ chiều đến 12 giờ sáng ngày Chủ nhật 28 tháng 6 2015 tại Majesty Restaurant 5015 West Edinger Avenue, Santa Ana, California 92704. Mọi chi tiết xin liên lạc Mỹ Vân 714-478-6688 hay Oscar Thuận 714-767-0353.